Dịch cúm gia cầm đã bùng phát trở lại ở một số quốc gia. Sau Cộng hòa Séc, Nhật Bản và Peru, một số nước ở châu Âu và châu Mỹ đã ghi nhận các ổ cúm chủng H5N1 độc lực cao liên quan đến các loại gia cầm và chim hoang dã. Tổ chức Thú y Thế giới có trụ sở tại Paris, Pháp cho biết Ba Lan đã ghi nhận một ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại một trang trại có gần 220.000 gia cầm. Trong một báo cáo trích dẫn thông tin từ các giới chức Ba Lan, tổ chức trên cho biết dịch cúm bùng phát ở trang trại thuộc khu vực Tây Nam của nước này làm chết 3.000 gia cầm và còn lại của đàn bị tiêu hủy để tránh lây lan dịch bệnh. Trong khi đó, tại Chile, nhà chức trách nước này xác nhận dịch cúm gia cầm đang lây lan ở quốc gia Nam Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp Chile, các biến thể H5N1 đã được phát hiện thêm ở hai cá thể bồ nông ở hai khu vực ven biển, một ở vùng Iquique và một ở Antofagasta. Thông tin được đưa ra một ngày sau khi nước này báo cáo ghi nhận trường hợp nhiễm cúm gia cầm đầu tiên cũng ở một cá thể chim hoang dã. Trong tuyên bố, bộ này cho biết các trường hợp phát hiện ở Chile có thể là các cá thể chim di cư từ các nước vừa phát hiện dịch trong khu vực như Peru, Ecuador và Colombia. Riêng Peru thậm chí đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp quốc gia trong 90 ngày sau khi ghi nhận gia cầm được nuôi tại các trang trại nhiễm virus cúm.